chào quý vị khán giả đã quay lại với kênh YouTube của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là bác sĩ Đinh Phạm Thị Thúy Vân, hiện đang công tác tại đơn vị nội cơ xương khớp thuộc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình. Nhân dịp Tết đến xuân về thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và mọi sự như ý. Thì mỗi dịp Tết đến xuân về này á, thì chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ người thân, bạn bè của chúng ta sau một năm học tập, làm việc vất vả. Như vậy thì chúng ta thường sẽ có những cái cuộc vui chơi cũng như là ăn uống nhiều hơn so với bình thường. Nó sẽ làm tăng nguy cơ của việc tăng cân sau mỗi cái Tết. Như vậy thì cái việc tăng cân của chúng ta sau mỗi cái Tết cũng như là tăng cân nói chung, nó có ảnh hưởng như thế nào đến hệ cơ xương khớp của chúng ta hay không? Cùng bác sĩ tìm hiểu qua video hôm nay nhé! Cái việc thừa cân béo phì nó sẽ làm ảnh hưởng không tốt lên hệ cơ xương khớp của chúng ta, đặc biệt là thoái hóa khớp, và ghi nhận nhiều nhất là thoái hóa khớp gối. Thì nó không chỉ tác động qua cơ chế cơ học mà nó còn tác động qua cơ chế viêm. Thì người ta đã ghi nhận rằng ở những người béo phì có BMI trên 30 thì có thể làm tăng nguy cơ của thoái hóa lên khoảng 6 lần. Và người ta cũng thấy rằng mỗi tăng 5 đơn vị của BMI nó sẽ làm gia tăng nguy cơ của thoái hóa khớp gối lên khoảng 35% và nguy cơ của thoái hóa khớp háng tăng lên khoảng 11%. Người ta cũng ghi nhận rằng có đến 2/3 trường hợp thay khớp gối và 1/3 trường hợp thay khớp háng có liên quan đến yếu tố thừa cân và béo phì. Cụ thể hơn nữa thì mỗi ngày cái cân nặng của chúng ta nếu mà cứ khoảng 4-5kg cân nặng của chúng ta thì cái đầu gối của chúng ta nó sẽ phải gồng gánh lên trên cái khớp gối khoảng 15-20kg. Do đó thì nó sẽ phải vận động như là một con trâu hàng ngày vậy đó, nhưng nó sẽ dễ bị thoái hóa hơn, đặc biệt ở những người có thừa cân béo phì so với những người có trọng lượng cơ thể trung bình. Đó là cái cơ chế cơ học, nó có cái vai trò quan trọng trong thoái hóa khớp. Thì bên cạnh cái yếu tố cơ học thì yếu tố viêm ở những người thừa cân béo phì nó cũng góp phần quan trọng để làm tổn thương cái hệ cơ xương khớp của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta có trọng lượng cơ thể lớn, nó sẽ có những cái lượng mỡ, nó tiết ra những yếu tố viêm, và cái yếu tố viêm này nó sẽ làm ảnh hưởng tổn thương lên hệ cơ xương khớp của chúng ta. Như vậy thì cái yếu tố thừa cân béo phì này nó là một yếu tố quan trọng và có thể thay đổi được của thoái hóa khớp gối. Do đó thì cái việc mà chúng ta duy trì cân nặng ở mức độ hợp lý là tốt nhất là khoảng duy trì BMI mức độ trung bình, tức là từ khoảng 18.5 đến dưới 25 sẽ là tốt nhất cho hệ cơ xương khớp của chúng ta. Đặc biệt là cái dịp hè Tết này thì chúng ta sẽ dễ bị tăng cân. Lý do tại sao? Thì chúng ta có thể tiêu thụ nhiều những loại thực phẩm giàu tinh bột, ví dụ như là các loại bánh, bánh tét, bánh chưng, các loại bánh mứt, hoặc là những cái loại thực phẩm giàu năng lượng cao như là thịt cá, hoặc là các loại bia rượu. Thì chúng ta nếu mà sử dụng quá độ thì chúng ta sẽ làm tăng nguy cơ của thừa cân béo phì. Như vậy thì việc mà chúng ta ứng phó như thế nào trong cái ngày Tết của chúng ta để tránh những cái tác dụng không mong muốn như bác sĩ vừa nêu. Thì đối với việc ăn bánh hoặc là các loại thực phẩm, thì khi mà chúng ta ăn một miếng bánh hoặc là khi mà chúng ta ăn bữa ở một bữa thì chúng ta thấy cái lượng đó, bắt đầu chúng ta cảm thấy nó đầy bụng rồi, no rồi, thì chúng ta nên dừng. Chứ đừng cố gắng là ở thấy nó ngon quá, hoặc là nếu mà không ăn bỏ đi thì nó phí, thì chúng ta không nên cố sử dụng thêm. Tại vì cái việc sử dụng thêm đó nó chỉ làm tăng nguy cơ của những bệnh lý của chúng ta sau này, mình có thể gọi là hậu quả của việc ăn uống quá đà đó. Là bên cạnh cái việc mà tăng cân như vậy thì nó còn ảnh hưởng nhiều đến những người mà có những cái bệnh lý nền khác, ví dụ như là viêm khớp gút. Bởi vì đối với một người đang điều trị rất là ổn định, nó có thể khởi phát cơn gút nếu mà chúng ta ăn uống vô độ trong những ngày Tết của chúng ta. Dù uống vui quá chúng ta uống nhiều rượu bia, vui quá chúng ta ăn hơi nhiều những cái sản phẩm, những cái thực phẩm mà có đạm cao, ví dụ như là thịt bò, thịt dê hay là những cái loại hải sản, thì nó đôi khi nó sẽ làm cái yếu tố khởi phát những cái cơn gút của chúng ta. Mà đang yên đang lành như chúng ta phải đi bệnh viện vì đau quá trong ngày Tết ngày tư thì nó sẽ cũng không nên. Trên đây là những hướng dẫn chung nhất về ảnh hưởng của việc thừa cân béo phì lên hệ cơ xương khớp của chúng ta. Nếu quý vị còn lo lắng về vấn đề này, đừng ngần ngại hãy để lại bình luận phía dưới video này. Bác sĩ luôn sẵn lòng trả lời và tư vấn cho quý vị. Hoặc quý vị có thể thăm khám trực tiếp với chúng tôi tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những số sau.